Xin chào các bạn, không phải bản tiêu chuẩn hay bản đặc biệt, đây mới là phiên bản được giảm giá nhiều nhất của dòng Hyundai Creta. Xin giới thiệu mọi người trước Hyundai Creta phiên bản cao cấp mọi người nhé. Đây, quay một vòng cho mọi người xem, sau đó thì mình sẽ đi vào báo giá. Hiện tại chiếc xe này đang được hưởng chính sách giảm giá đến 30 triệu đồng mọi người nhé. Creta phiên bản cao cấp, màu trắng mọi người nhé, nội thất màu đen. Nội thất màu đen, quay một vòng cho mọi người xem. Đối với phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản đặc biệt thì bên mình đang bán với giá niêm yết là 620, 670. Nhưng đối với phiên bản cao cấp này hiện tại đang được trợ giá rất tốt mọi người nhé. Thì hiện tại đối với phiên bản một tông màu này thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 700 triệu mọi người nhé. 700 triệu. Lăn bánh khu vực Hà Nội thì nó vào 820 triệu. Full chi phí mọi người nhé, 820 triệu. Và mọi người có thể trả góp và trả trước tối thiểu đó là 260 triệu là mọi người có thể lấy xe về rồi. 260 triệu là có thể lấy xe, còn lại chúng ta sẽ vay ngân hàng. Vay trong tối đa 7 năm, 8 năm đối với cá nhân. Còn đối với khu vực tỉnh thì hiện tại chiếc xe này đang lăn bánh là 790 triệu mọi người nhá. Đối với những khu vực tỉnh là 790 triệu. Và trả góp thì mọi người cần tối thiểu có là 229 triệu là có thể lấy xe về được rồi. Đối với phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có hơn những các phiên bản khác, ví dụ như có làm mát hai hàng ghế trên. Đây mọi người nhé, tí thì mình sẽ nói về cái gói an toàn kia, sau mình sẽ nói trước về qua những cái option này đi. Ví dụ làm mát ghế này, mọi người nhấn vào đây thì nó sẽ đấy, nó sẽ phun cái hơi mát của điều hòa qua những cái lỗ ghế da này. Trên bản đặc biệt thì ghế da của nó thì sẽ không có những cái lỗ này nhá. Bản tiêu chuẩn cũng vậy, chỉ có duy nhất bản cao cấp thôi mọi người ạ. Là mát hai hàng ghế trước luôn, có cam view đó, cam view để mọi người quay phía sau giống như Tucson hay Santa Fe đó, thì chúng ta sẽ có thêm cái cam view này để khi chúng ta đi cao tốc chúng ta có thể nhìn phía sau. Thì ngoài ra thì đối với bản cao cấp này chúng ta sẽ có các cái gói ví dụ như hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA, phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA, và hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường NFA. Số túi khí thì là 6 mọi người nhé. Bản cao cấp với bản đặc biệt cũng là 6 túi khí. Đây, khi mọi người nhấn vào đây này, đây mọi người nhìn thấy có cái vô năng ở trên kia không? Đấy. Đấy, nó hiển thị vàng vàng lên đây này. Đây là giữ làn đường này. Đấy, và cái này là nó sẽ có thể hỗ trợ mọi người, nó đánh vô năng một chút giống như con túc con san ấy, để nó giữ cái xe ở trong cái làn đường mà chúng ta set up. Bên này chúng ta có cân bằng điện tử này. Đó. Cái ghế da này của cái bản cao cấp thì mình nhìn cảm giác nó xịn sò hơn cái bản đặc biệt và cái bản tiêu chuẩn mọi người ạ. Mọi người sờ cái chất liệu da ấy, nó khác hẳn luôn. Hiện tại thì đối với dòng Creta thì phiên bản này mình thấy là hời nhất. Bởi vì nhá, nếu như mọi người bỏ ra 670 triệu đúng không ạ? 670 triệu mua bản đặc biệt đi. Bản đặc biệt hiện tại bây giờ đang bán 670. Thì cái bản cao cấp này đang được giảm giá chỉ còn 700 thôi. Và nó cũng sẽ là cái bản mà được hỗ trợ giá nhiều nhất từ hãng. Mọi người nhá, hỗ trợ nhiều nhất từ hãng. Thì hôm nay thì mình quay nhanh cho mọi người về chiếc Creta phiên bản cao cấp này. Nếu như mọi người cảm thấy video hay bổ ích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh. Và bác nào có nhu cầu muốn xem cái dòng xe nào của Hyundai thì nhớ comment xuống dưới, em sẽ làm video để gửi đến mọi người. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.